Đức Thánh Cha và các sáng kiến nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư. Trong cuộc họp báo online sáng ngày 12 tháng 11, Đức Cha Fisichella cho biết nhân ngày Thế giới Người Nghèo năm nay, Đức Thánh Cha sẽ theo thông lệ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Bên cạnh đó, các sáng kiến cụ thể được thực hiện nhân ngày này như làm xét nghiệm virus corona miễn phí cho người nghèo, phân phát thực phẩm và khẩu trang. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng cho biết vì đại dịch, năm nay Vatican không thể tổ chức các sự kiện cho người nghèo như bữa ăn cho 1.500 người nghèo với Đức Thánh Cha hay các phòng khám tại quảng trường Thánh Phêrô. Thánh lễ Chúa Nhật 15 tháng 11. Tuy nhiên, vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của chỉ khoảng 100 người đại diện cho những người nghèo trên thế giới, cùng với các tình nguyện viên và ân nhân. Một số người trong họ sẽ được đọc các bài sách thánh. Xét nghiệm virus corona miễn phí bằng tăm bông. Đức Cha Fisichella cũng nói rằng các biện pháp để hạn chế đại dịch không ngăn cản các hoạt động bác ái ở Vatican và khắp Roma. Tại phòng khám cạnh hàng cột đền thờ Thánh Phêrô, những người nghèo phải đến các nhà trọ hay phải trở về quê nhà có thể được xét nghiệm virus corona bằng tăm bông. Phòng khám mở từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều và trong 2 tuần qua, mỗi ngày đã thực hiện 50 xét nghiệm. Các gói thực phẩm. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của tổ chức Romcare và sự quảng đại của các siêu thị Elite, 5.000 gói thực phẩm đã được gửi cho khoảng 60 giáo xứ ở Roma đặc biệt gặp khó khăn trong thời gian đại dịch. Mỗi gói thực phẩm chứa các sản phẩm từ các thương hiệu đặc biệt có uy tín, bao gồm mì ống, gạo, nước sốt cà chua, cà phê, bánh quy và sô-cô-la, cũng như khẩu trang và một tấm thiệp có lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, được đóng gói và phân phát bởi 20 bạn trẻ hiện đang tìm việc làm. Nhà máy mì ống La Molisana cũng muốn tham gia vào các sáng kiến trong ngày Thế giới Người Nghèo với việc tặng 2,5 tấn mì sẽ được dành cho các máy ấm gia đình và các hiệp hội từ thiện khác nhau. Tặng khẩu trang cho học sinh nghèo. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của công ty Uniposite, 350.000 khẩu trang đầu tiên đã được gửi cho ít nhất 15.000 học sinh để giúp các gia đình nghèo bớt khoản chi tiêu cho khẩu trang. Đây là một cử chỉ hỗ trợ và lời mời gọi những người trẻ không nên coi thường những nguy hiểm của đại dịch. Tài liệu giúp tham gia Ngày Chúa Nhật Người Nghèo. Các tín hữu công giáo có thể tham gia Ngày Chúa Nhật Người Nghèo bằng cách dùng một tài liệu mục vụ được dịch ra 5 ngôn ngữ. Tài liệu gồm sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người Nghèo, suy niệm Kinh Thánh và chuỗi mân côi cho người nghèo.